Quan hâm mộ chụp hình với anh Tùng nè đó. Đó, cả nhà thấy không? Quan hâm mộ đó. Ôi ôi. Ái mộ anh Tùng đó. Vô tình bữa nay gặp anh Tùng thôi chứ không biết là anh Tùng bữa nay tới cưa ở đây à. Tùng sẽ buộc cái dao lên cho anh Dũng ha. Rồi, Dũng ơi. Anh Tùng trợ lý cho anh Dũng nè. Ừ, trợ lý cho Dũng để cho nó tập leo giết nhưng mai mốt nó leo cây cột sắt. Hôm nay anh Tùng với anh Dũng leo cưa cây dừa này cũng rất là cao nha cả nhà. Anh Dũng sẽ lên đốn tàu trước rồi anh Dũng anh Tùng sẽ lên khớp từ khúc thảy xuống. Ở đây là ăn hết chung cải bè Tiền Giang. Xin mời cả nhà cùng theo dõi nha. Anh Dũng bắt đầu đốn cái đài dừa cho nó rớt xuống nha cả nhà. Cái dừa này cũng còn rất là sai trái. Dũng đốn từng cái tàu dừa cho nó rớt xuống. Cái dừa này cũng khá cao nha cả nhà. Anh Dũng đang lon ở từng tàu để chặt vì cái tàu của cây dừa này nó rất là khích, còn rất là nhiều buồn. Đây, thả cái quả dừa xuống đây. Em chủ nhà bắt đầu lấy kéo vô, kéo vô. Kéo lên chút giùm em anh. Kéo lên chút anh Dũng ơi. Kéo lên, kéo lên. Kéo quá thất bại rồi anh Dũng ơi. Kéo lên chút. Rồi dịnh 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 đó. Để đây mẹ. Ôi, sợi dừa này cũng gần 7-8 trái nha. Rồi, ok. Thêm một mùi dừa nữa nha cả nhà. Cái đây luôn. Vô. Thêm một quài dừa nữa nha cả nhà. Cái quài dừa này thì nó còn non nên anh Dũng buộc hạ xuống để cho nó đừng có bể nha. Thì bên dưới có mấy em ở chủ nhà nè phụ anh Dũng mở những cái quài dừa ra. Rồi lên đi. Hôm nay là 24 Tết rồi nha cả nhà. Những cái quài dừa anh Dũng đã xử lý xong rồi, còn phần tàu dừa anh Dũng sẽ chặt xả xuống. Anh Dũng liễu dao xuống luôn. Bắt đầu anh Dũng chuẩn bị leo xuống nha cả nhà. Anh Dũng sẽ xuống nha cả nhà. Trời hôm nay không được đẹp lắm. Em phụ chở anh ra cái ra lấy xe. Để coi anh đốn. Thôi đi. Nhớ quay phim lại em coi chị. Múc lên coi. Dũng rút những cái tàu dừa khô cho nó rớt xuống. Anh Dũng cũng khá tiến bộ rồi đó. Mà lúc trước anh Dũng những cái tàu này không có tuột là tuột xuống luôn, không có rớt xuống. Hôm nay anh Dũng rớt xuống là anh Dũng quá tiến bộ rồi đó cả nhà. Ủa, chưa là ba tàu. Mới nói.
Dũng bắt đầu leo tuột xuống. Cái dừa này cũng khác ra nha cả nhà. Từ từ anh Dũng ơi. Anh Dũng ơi, có mệt vã người không anh? Mệt, hơi mệt chứ không lạ. Dạ. Rồi anh Dũng giỏi rồi. Phần của anh Dũng đã xong rồi cả nhà. Anh Tùng sẽ leo lên và khớp vào từng khúc thảy xuống nha cả nhà. Ủa, bà con mình nãy giờ là Dũng gom mé tàu. Dạ. Giờ chia chia nhau đặng nó có tiền để nuôi con mới còn bú đó. Thấy tội nghiệp rồi giờ ra chặt cái kia nữa rồi. Dạ. Vậy rồi cái cây này là hai cô nương này chia ra mấy lép, một lép hay hai lép? Dạ để chút em sắp xếp anh. Sắp xếp ha, dạ. Dài quá thì mình chia được hai lép đặng dính dính đi xong. Khi mà Tết này là không có đi cưa là mình phải để mình có lép này để mình đăng. Dạ. Thì Tết rồi là ít có ai kêu cưa lắm. Dạ. Ừ. Rồi giờ đấy lấy cái dây đặng dây Dũng kia đem mắc mé kia giờ lấy cái dây đặng ra đặng đóng cái này. Dạ. Chờ dạ. Chút nha rồi. Dạ. Con bắt đầu lấy cái dây đem vô nha. Cái này đó cộng dây này á để đẹp kéo cái máy lên. Dạ. Còn cái dây này á là mình để bảo hiểm cơ thể mình. Dạ. Tại vì là cái lúc trước á mình không có cái dây này thì mình gắng dùng lực để mình kẹp chân. Dạ. Làm cưa khúc xuống. Bây giờ người ta tặng mình. Dạ. Thì bắt đầu mình áp dụng. Dạ. Để cho người ta vui cho. Dạ. Mừng. Là cũng như là mình trân trọng cái quà người ta tặng mình. Cái sợi dây này có ai tặng anh Tùng? Cái dây này là của cái anh hai gì ở ngoài thành phố Long Khánh mà ở cái chỗ cái thung lũng đó. Dạ. Là kế cái vườn yêu đó. Dạ. Là lúc mà cưa mà 70 cây dừa đó. Dạ. Chỉ có mấy bụi tre mà đốt của ông mà ăn cháo đêm đó. Dạ. Cái anh mà hai lúa Tiền Giang nó đăng lên cái clip mà anh cưa cái gốc dừa thành cái bàn. Dạ. Với mấy cái dừa khúc dừa anh cắt 4 tấc rưỡi. Dạ. sắp Dạ. Thành 6 cái ghế rồi ngồi chung rồi chụp hình đó. Dạ. Làm cái ảnh thumbnail đó. Dạ. Là cái anh đó anh tặng mình này. Dạ. Tặng hai dây lực hình như là sang hàng Cường chỉ có cộng nữa. Dạ. Cái này của công ty về đây tiếng Anh không à? Dạ. Anh thì anh học tiếng em không chứ anh xưng em rồi anh xưng người khác lại cũng em nên là tiếng Anh nó nhìn nó thấy anh chứ anh không biết nó. Yeah. Dạ. Mình lên mình khớp vừa đó ra để chỉnh chu lại đàng hoàng mặc áo vô. Dạ. Cái có mình có cái tật có người ta thắc mắc hôm qua anh Tùng ơi tôi thấy ông chuyên môn là ông cột cái áo vô cái đây ông không mặc mà ông cột chi cái là vậy nè. Mình cột vậy nè giống như mấy người mà ta họ đã học võ đó là. Dạ. Có cái đai. Dạ. Ta thắt vô vậy là nó giữ được thành bụng mình. Dạ. Với mấy người cử tạ đó đó. Khi mà ta gồng lên vậy á là cái bụng mình á ngay chỗ này nó có một cái đường đây nè. Dạ. Đường đây là nó rất mỏng thay vì ngay đây là mấy cái cơ mình á ta nói. Dạ. 6 múi mới là cơ nằm ở đây thôi chứ. Dạ. Không ở giữa này là nó có một cái lằn giữa nhỏ này. Dạ. Giống như cái lằn con lương nó cũng có lằn vậy đó ngay đó. Dạ. Yếu lắm mà mình gồng gùng hết sức lực là nó sẽ té. Dạ. Có người mấy người mà cử tạ đó có kỷ lục thế giới hồi xưa đó là mà còn trẻ mà bị tét cái này cái rồi là cũng như là sẽ không có sử dụng được nữa cái bụng được nữa. Yeah. Cho nên mình phải ngừa. Yeah. Cái hai nữa là cột như vậy nè là mồ hôi nó xuống nó sẽ rút vô đây. Yeah. nó không xuống với mấy cái quần đùi mình. Yeah. Với mấy cái chỗ mà da mỏng da non. Yeah. Nó sẽ bị nó ma sát nó sẽ bị dợp da. Yeah. Phòng da. Dạ. Cho nên vậy đó rồi cột viết cho nên nó bụng nhỏ xíu uống bia không lại ai chân á uống con thùng ha có eo luôn á nghe nói thùng cái lo làm phạm với mà cô Trần giật mình luôn á rồi đó vậy đó cái mình mang cái đai vô đằng bảo hiểm an toàn là vậy là tại khi. Dạ. Mình lớn tuổi rồi là có những lúc á mình lên trên cao một là nó chế giới hai là tụt huyết áp. Dạ. Ba lên trên đó không khí nó loãng. Dạ. Nó oxy nó ít hơn ở dưới tầm thấp. Dạ. Rồi mình lên đó là với cái mình kết hợp với cái tuổi cao đó rồi nó nguy hiểm lắm. Dạ. Nó sợ nó có những cái nó choáng váng rồi nó oxy thiếu nó sẽ là bị chuột rút.
Chú Cúc là kêu là nó cứng cơ, nó căng cơ đó. Mình xử lý không được cậu cũng nguy hiểm. Thôi với mình là giờ mình làm vậy đi cho mới mốt người ta thấy được người ta mới tặng mình nữa. Chứ mình cho mình không xài thì ta buồn. Nhiều lắm, giờ ta cho nhiều lắm. Có thanh khờ cũng cho, cọng dây kia cũng ngon lắm mà kẹp vô lấy cọng nó lấy cọng gờ vậy nè. Mình quấn vô một cái cọng dây đai mà của Vũ Hồng Hà tặng đó. Cái dây đai mà hổm leo cái dầu ở Trà Vinh mà dầu 400 hoành đó, nhờ cái dây đó mới leo được cái cây đó đó. Cho nên giờ mình phải áp dụng theo khoa học kỹ thuật. Rồi giờ phe với bà con cái nữa là có cái chị Phượng Võ là cái họ Võ đó. Yeah. Ở bên Đức á, mới gửi về cho cái máy cưa mà nay 3 tháng rồi mới tới, tại vì trục trặc bên hải quan á. Yeah. Giờ tới rồi mà giờ chưa có khui thùng. 3 tháng luôn đằng đẵng ha anh Tùng. Rồi tại dịch bệnh đó. Yeah. Rồi với cái này á là ví dụ đồ mà nó gửi về nó không quan trọng cho nên ta cứ từ từ. Yeah. Là rồi giờ tới rồi mà chưa khui thùng. Tới chưa... ngay chăng dịp Tết luôn. Tới rồi đi mà tí chiều về cái mình khui thùng cái mình đi với cả nhà lên xem. Cho bà con xem cái máy thùng của bên. Yeah. Đâu bên nước Đức á. Yeah. Máy này không phải là tin, cái máy gì hiệu lạ để mình đăng lên thử coi bà con mà người ta bình luận vô, người ta góp ý, người ta nói với mình là cây đó cây cưa gì. Dạ, vậy đó. Dạ, ha. Dạ. Rồi rồi nãy giờ nói chuyện hơi nhiều rồi. Rồi rồi xin mời cả nhà cùng theo dõi anh Tùng đeo khớp cây dừa nha. Rồi tao má đi để ngộ máy chứ hả. Cây dừa này á, thường thường lúc xưa mấy cây như vậy nè người ta sẽ làm kèo cột bằng tay được. Bây giờ là có sắt, có kêu là kẽm nhúng đó, kêu là bằng kẽm đó. Cho nên giờ nó không xài cây dừa nữa, cho nên là ta bỏ hết rồi. Còn trước nữa là ta xài ống bọng mà bây giờ đâu có làm ống bọng nữa, cho nên là cái như là đốn mà. Nhưng mà cái lóng này thấy nó sung sung quá, mình cứ cắt để nó đi rồi nữa. Có ai ở tròm xóm này mà người ta có mua, người ta có xin gì mình cho người ta làm phước. Chứ giờ mình cắt dụng quá thì nó uổng. Cái dừa này cũng lâu năm mà, ổ nó bên trong cũng tốt. Chứ ở nhà này là nghe nói là bác sĩ cũng cứu bò, cứu nhiều người lắm. Hồi đó vợ mình là mang bầu là khám có khi siêu âm, có khi không lấy tiền. Yeah. Tại đó mình nghèo đó, chị thương lắm. Yeah. Là bác sĩ Hồng đâu ở ngoài bệnh viện tới chung á. Yeah. Ai mà ở sớm tròm sớm mình ở đây là chắc cái bà nào mang bầu chắc có lẽ là chỉ siêu âm đó, lớn tuổi rồi không có kẹp bằng chân nữa mà mình sẽ dùng cái dây đai. Có nhiều người ta nói ông vô khỉ, ông mang cái dây đai rồi mất cái thương hiệu rồi, mất cái danh vô khỉ rồi. Nhưng mà giờ mình phải áp dụng đi đo cái này lên trước, tại cái dây này hởm là mình sử dụng có cây kia. Yeah. Qua cái này là giờ mình phải đo cái này trước chứ mình lên trên mình mở tới mua luôn nó mất thời gian, nó lâu lắm, nó mò mỏi của mình. Yeah. Đó, mình coi cái này vậy nó cái mình chỉnh vô. Ở bên đó trồng mít trồng mấy nhiều quá ha, giờ mình khớp xuống đây khớp mình né mấy cây đó. Dạ. Bích với bưởi. Hầu như ít có xài dây cho nên lộng cộng quá. Không quen. Đó, tất cả này. Cái này chắc vừa rồi. Cái quần này cũng mặc quần khính cho nên chặt nó tuột nó quài kỹ quá. Con vợ mình nó quên mang cái kiếng cho mình rồi. Hôm nay con sắt nữa nè. Trời hôm nay cũng không được lắm. Cái này không cảm thấy quá nè.
Dũng lại rút nó không xuống, thì anh Tùng lên rút ra xuống. Vậy nè, cho nên mình có xài gì nữa để xài. Dạ. Hết sức ngon không? Mấy chục năm cái dừa này nó rất là già nha. Cái này là làm hồi xưa ta làm đũa bếp rồi ha. Nè cái này nè, đẹp hết chứ không? Cái đó là rồi cái thí dụ mà giờ đừng cắt dụng ra, có ai xài mà bằng tay đồ kèo đó cho để cho người ta xài. Rồi bỏ lên tí xíu là nó ngay trừ rồi, bỏ lên xíu. Rồi vậy nó nằm gọn như mương chứ hồi nãy các cái lóng kia đó mình đỡ nó qua một chút để cho đừng có cắm đầu. Còn cái mấy cục cắm đầu bỏ không sao mà có dài đó mình thấy cho nó đỡ. Tùng mà đã cưa xong cây dừa cả nhà. Mình cũng xin kết thúc video ta đây. Chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn các video mới tiếp theo.